bạn nhỏ đang đến với chương trình Chúc bé ngủ ngon của One Way Radio. Alo, Dọc Sương nghe. Anh Đom Đóm nè. Dạ. Anh tính dắt Lulu ra công viên đi dạo, Dọc Sương có rảnh không? Ra đây chơi xíu nè. Công viên hả? Ừ. Có cả Lulu đi nữa hả? Đúng rồi. Ủa đã quá vậy. Ủa để em xin phép mẹ rồi em ra liền nha. Ừ, ok, nhanh nha. Anh Đom Đóm ơi, em đây nè. Ờ, Dọc Sương hả? Dạ. Cứ mỗi lần gặp Lulu là hình như Dọc Sương vui lắm đúng không? Dạ, em thích bạn Lulu lắm. Bạn Lulu rất là ngoan và biết bảo vệ chủ của nó nữa. Ừ, tất nhiên rồi, Lulu của anh ngoan lắm nha. Và anh cũng muốn huấn luyện cho Lulu thêm vài mệnh lệnh nữa mà chưa có được nè. Anh cũng đang rầu quá chừng luôn. Em thấy bạn Lulu ngoan mà. Sao phải huấn luyện? Sao giờ anh Đom Đóm? Ừ, thì bây giờ Dọc Sương coi nè. Dạ. Chuyện huấn luyện Lulu. Lulu, lại đây nè. Đom Đóm vỗ tay ba cái ra hiệu cho Lulu chạy đến. Bạn Lulu rất hào hứng chạy đến và ngoe ngoẩy chiếc đuôi dài tỏ vẻ mừng rỡ chủ của mình. Lulu, tay. Đom Đóm đưa tay trái ra và Lulu đứng đặt tay trái của mình lên tay Đom Đóm. Giỏi nè. Đom Đóm khen Lulu và vuốt đầu nó. Còn nữa, Dọc Sương nhìn nè. Đom Đóm vừa nói vừa vứt cây gậy ra xa xa. Lập tức Lulu chạy theo cây gậy và gặm nó trở về trả cho Đom Đóm. Wow, Lulu giỏi ghê đó. Nhưng vừa dứt lời khen thì bất chợt Lulu thấy có một chú chó con khác đi ngang qua. Và thế là cậu chạy hì hục đuổi theo chú chó, mặc cho Đom Đóm gọi thế nào cũng không quay lại. Đó, Dọc Sương thấy chưa? Lulu ngoan và nghe lời lắm. Cho tới khi mà nó thấy một con chó khác á, thì nó sẽ bất chấp hết tất cả mọi cái để đuổi cho bằng được cái con chó đó. Rồi anh gọi thế nào nó cũng đâu có chịu quay lại đâu. Anh cố gắng huấn luyện lắm luôn rồi, nhưng mà vẫn không có được. Muốn bỏ cuộc ghê luôn á Dọc Sương. Anh Đom Đóm cố gắng lên. Bản chất của Lulu là hiếu động, thích chạy nhảy, rồi đôi khi không nghe lời chủ mà. Giống như chúng ta vậy đó anh Đom Đóm. Chúng ta là con người á. Chúng ta thường thích làm điều sai trái và đôi lúc không muốn nghe lời Chúa chút nào, chỉ muốn làm những điều mình thích thôi. Anh Đom Đóm, có còn nhớ bài giảng của mục sư vào Chúa Nhật không nè? Tất nhiên là anh còn nhớ chứ Dật Sương. Cảm ơn Dật Sương đã nhắc anh nha. Đúng là như vậy á. Con người bản chất của chúng ta là tội lỗi nè. Nhưng mà Chúa chưa bao giờ từ bỏ mình hết trơn. Chúa ghét tội lỗi, nhưng mà Chúa lại yêu thương tội nhân. Và không bao giờ Chúa quên chúng ta hết, đúng không Dật Sương? Dạ, tất nhiên là đúng rồi. Chúa luôn yêu thương chúng ta và luôn muốn dạy bảo chúng ta để chúng ta tránh xa tội lỗi đó. Dật Sương vừa nói xong thì thấy chú chó Lulu chạy về. Có lẽ cậu biết lỗi của mình nên dụi đầu vào Đom Đóm không ngừng với vẻ mặt cực kỳ đáng thương. Lulu biết trở về rồi ha. Lần sau không có như vậy nữa nha. Coi nè, có bị lấm lem ở đâu không ta? Em biết ngay mà, anh Đom Đóm thương Lulu nhiều thế cơ mà, sao lại bỏ cuộc được đúng không? Đúng rồi đó Dọc Sương. Anh nói vậy thôi chứ sao mà bỏ rơi Lulu được. Tất nhiên là anh sẽ huấn luyện cho Lulu trở thành một chú chó thật là lanh lợi và thông minh luôn nè. Anh Đom Đóm vẫn là người chủ tốt bụng nhất. Nếu Lulu hiểu được tấm lòng của anh thì chắc là Lulu sẽ không làm anh buồn nữa đâu. Anh hy vọng là như vậy. Còn bây giờ thì chắc là mình phải về thôi Dọc Sương. Về còn cho Lulu này ăn nữa nè. Dạ, đúng là tình yêu thương của anh chủ nhỏ vẫn luôn dành cho chú chó Lulu ngỗ nghịch kia. Có vẻ là các bạn nhỏ rất là vui khi được nghe câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay phải không nè? Anh Đom Đóm biết một điều rất là đặc biệt nè, đó chính là Chúa là một người chủ và Ngài thì luôn muốn dạy dỗ chúng ta làm điều đúng đắn, giống như ở trong Kinh Thánh Thi Thiên 143 câu 10 có chép như vậy. Xin dạy tôi làm theo ý muốn Chúa, vì Chúa là Đức Chúa Trời tôi, nguyện thần tốt lành của Chúa dẫn tôi vào đất bằng thẳng. Cho nên anh Đom Đóm và chị Dọc Sương cũng như các bạn nhỏ hãy luôn luôn vâng lời Chúa và tránh xa những điều sai trái nha.
và Chúa cũng sẽ rất là buồn khi chúng ta không vâng lời Ngài, như câu chuyện về Lulu mà các bạn nghe trong buổi tối hôm nay đó. Nên nếu mà có điều nào mình làm Chúa buồn thì các bạn hãy cầu nguyện và xin Chúa tha thứ nha. Còn bây giờ thì các bạn ơi, mình cùng nhắm mắt lại và chị Giọt Sương sẽ cầu nguyện cùng với các bạn nè. Con cảm ơn Chúa vì đôi khi con thích làm những điều sai, nhưng Chúa luôn yêu thương và dạy dỗ con. Xin giúp con làm theo ý Ngài và sống đẹp lòng Chúa càng hơn. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Ui da, nhanh quá vậy ta. Đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình Chúc Bé Ngủ Ngon cũng đã hết rồi. Các bạn nhỏ ơi, các bạn nhớ ghi lại lời Chúa và những điều mình đã học được vào cuốn sổ ghi chép trước khi đi ngủ nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Ngủ à, nhà bé ơi, giấc mơ đã đến rồi. Trăng sao sáng dịu kỳ, tình Chúa cho con người. Ngủ à, nhà bé ơi, tiếng ru Chúa êm đềm. Giê-xu yêu em nhiều, em hãy ngủ đi. Jesus.